chờ chị Nguyễn Thị Thương nha. Áo lẻo quần riêng rồi, hồi tối em mới like rồi chị. Hồi tối cuối like có qua áo lẻo quần riêng rồi, không có like nữa. Rồi chia sẻ bài đầu like chốt 19.000 tiếp tục nha mấy chị ơi. Chia sẻ giùm em hai trang cá nhân 5 hội nhóm nha. Sẻ giùm em nha mọi người ơi, hai trang cá nhân 5 hội nhóm ha. Chia sẻ em chốt đầu like cho mấy chị 19.000 nữa nha. Lai này lai cuối rồi, tối nay chốt đơn nha mấy chị. Ủa lai này với tối nay lai lần nữa là chốt nha. Tối nay lai lần nữa rồi chốt đơn nha mấy chị ơi. Rồi set ống rộng này em bán tặng mấy chị 19.000, ai lấy lên size giùm em nha. Ống rộng kèm size vô giùm em 19.000. Ống rộng có nhiều màu nha, màu hồng cam, màu xanh, màu vàng, 3 màu. Hồng cam xanh vàng 3 màu nha mấy chị ơi. 19.000 ai lấy lên size giùm em. Ai lấy lên size nha, xả 19.000 luôn. Mã ống rộng kèm size vô giùm em nha, 19.000. Ống rộng này đa số là em còn size lớn hay nhiều, size nhỏ thì em còn ít. Còn size lớn nhiều mấy chị. Chia sẻ bài giùm em nha. Chị Kim Nguyên nha. Rồi mã ống rộng kèm size mấy chị ơi. Set ống rộng như thế này nha, 19.000 luôn. Ai lấy lên size giùm em. Hồng cam vàng xanh nha. Có màu xanh nữa nè. Rồi bán tặng 19.000. Chị nào lấy lên size giùm em. Hồng cam vàng xanh. Cái này màu xanh nha. Màu xanh. Rồi ai lấy lên size nha, 19.000 chị ơi. Xả luôn 19.000 mã ống rộng nha, ai lấy chút mã ống rộng. Em có size lớn luôn nha. Ống rộng này có đủ size luôn, size lớn luôn. Chị nào lấy chút mã ống rộng giùm em. Ống rộng 19.000. Hồng cam với xanh 20kg hả? Hình như còn á chị. Còn cái dâm 8kg nè, em sell cho chị 25.000 lấy thì ok nha Trúc Ly. Còn cái dâm thổ cẩm 8kg xả 25.000 lấy thì ok. Hồng cam với lại xanh phải không? Rồi ok, 20kg nè cho Phương Phương Trần, 19.000 thôi mấy chị ơi, ai lấy lên size nha, mã ống rộng kèm size giùm em. Mười chín ngàn thôi mấy chị ơi.
rồi dùm cho Trúc Ly luôn nè. Còn có cái cuối cùng, dùm cậu Yếm sale 25 cho Trúc Ly nè. Rồi chuẩn bị lên 19.000 lẻ xay đầu like ha. Xong em sẽ thiết kế tiếp. Mọi người chia sẻ mới chốt nha mọi người. Mua hàng chia sẻ bài em nha. Nguyễn Trúc Ly nè. Rồi set này nha, set này em sale với chị 19.000 luôn, ai lấy chút mã 1. Áo 2 dây như thế này, size khoảng 90 kg nha mấy chị, 90 kg vừa, quần caro nè. Quần caro áo 2 dây nè, 90 kg mặc vừa sale 19.000. 19.000 mã set dây. 19.000 set dây. Dâm hết rồi chị, dâm em còn có một cái à, chị Trúc Ly lấy rồi. Rồi, cái này tầm khoảng cũng 10 kg á. Ai lấy chút mã nu giùm em. Mã nu nha, 19.000. 10 kg mặt dừa. Nu 10, 11 kg mặt dừa. Mười chín ngàn mấy chị ơi, chia sẻ giùm em hai trang cá nhân, năm hội nhóm là hả comment nha. Bây giờ like, tối like lần nữa là chốt đơn hết cho mấy chị nha. Tối nay chốt đơn hết. Xét dây cho lão bà nè. Có đơn inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị ơi. Mười một ký xích nu đúng không? Kim nè. Kim nè. À cái này cái dùm nè. 8 ký mặt dừa, ai lấy chút dùm cam. Dùm 2 dây như thế này, quần Alibaba nè. Dùm nha, ai lấy chút dùm cam giùm em 8 ký mặt dừa. Xả 19.000 luôn. Dâm cam. Dâm cam nha. 19.000 luôn. Dâm cam. Chà chị Loan Hồng. Nu hết rồi. Rồi đầm nhũ. Đầm nhũ 19.000 xay 10 11 kg nha. Chị nào lấy chốt body nhũ nè. Size 8-9kg nữa nè. Body nhũ có 2 size 10-11kg và 8-9kg nha. Dâm cam cho Trúc Ly. Nguyễn Trúc Ly nè. 19.000. Body nhũ xả 19.000 mấy chị ơi, 10-12kg. 10-12kg và size 6... Body nhũ cho Nhi Phương nè. Body nhũ cho Nhi Phương nè. 19.000. Lão bà lấy body bao nhiêu ký? Nhi Phương có đơn inbox số điện thoại địa chỉ giúp em. Ai có đơn mình vô inbox số điện thoại địa chỉ nha. Lão bà đầm nhũ 9 ký nè. Lon hồng 11 ký nè. Rồi ok. Lon hồng nè. Này cho chị Loan Hồng. Này cho lão bà. Chia sẻ giùm em nha mọi người. Rồi cái set này nha. Set này em bán với chị 10.000. Áo lệch vai như thế này nha.
áo lệch vai như thế này, quần đùi nha, xả 10.000, size 8kg thôi mấy chị. 8kg mặc vừa. Set áo lệch vai kèm quần đùi nha. Xả luôn 10.000. 8kg mặc vừa, ai lấy chốt mã lệch vai giùm em 10.000. Mã lệch vai 10.000. Size 8kg nha. 10k cho chị Nhi Phương. 10k. Rồi cái đầm này dạy đuổi nha. Size 8kg luôn, ai lấy chốt 10.000 luôn. Mười ca đàm đuổi cho Phương Trần. Phương Trần tại giải hơi bỏ chút bọc hơi nhăn nên em xem 10.000 luôn. Phương Trần về mấy chị giặt vũ ra là nó thẳng ra, tại em dồn vô bọc á, xeo hết luôn, nào ấy được thì xeo ấy. Rồi cái này nha mấy chị ơi. Rồi cái này bị lỗi rồi, mắc cộng dây rồi. Thiệt tình luôn á, đứt cộng dây đâu mất tiêu rồi. Này ai lấy em tặng nha. Tặng nha mấy chị ơi, quần ống rộng nè. Cái này áo cổ yếm nè, hai cộng dây hai bên mà mắc cộng rồi, về đi kiếm cộng mình đi mai ra tiệm kêu mai cộng dây. Mai cộng dây gắn bên đây nữa, cột cổ yếm nè. Tặng nha. Tặng cho Nhi Phương nè. Này đi kiếm cộng dây màu đen đi, vậy nó gắn một bên cái về mấy chị mặc đẹp lắm. Cái set này rất là đẹp luôn. Nhi Phương nè tặng nè. Mắc cộng dây tặng luôn. Mọi người mua hàng nhớ chia sẻ bài giùm em là được. Bữa nay em xả rất là rẻ nha. Hai bữa cuối cùng rồi. Rồi set này. Cái này size tầm 10kg, ai lấy chốt set vàng giùm em. Set vàng 10kg nha, 19.000. 19.000, giống cái set nu hồi nãy luôn. Giờ set vàng nè. Ai lấy chốt mã set vàng giùm em 19.000. Size 10kg. Set vàng cho ai đây? Ai lấy chốt set vàng? Set vàng cho ai? Rồi set màu đen nữa nè, set màu đen áo rất vai nè. Xếp màu đen áo rớt vai quần ống rộng luôn. Size khoảng 12kg nha, 19.000. Ai lấy chốt mã đen giùm em. Vàng cho chị Nhi Phương nè. Nhi Phương comment đúng mã nha Nhi Phương. Để mất công lộn xộn mẫu này mẫu kia. Đen cho Phương Trần nè. Đen cho chị Phương Trần. 19.000. Rồi qua mẫu khác. Còn gì xả nấy. Còn gì xả nấy luôn. Rồi 19.000 mã sọc cam. Sọc cam này size khoảng 20kg. 20kg quần ống le như thế này nha. Ai lấy chốt sọc cam 19.000. Sọc cam 19.000. Chị ơi xả hết. Sọc cam. Sọc cam cho chị Phương Trần. Phương Trần 19. Rồi set màu đen này size của nó là còn 2 set. Đây còn 2 set nha. Chốt mã đen sale luôn 19.000. 8kg.
8 kg và 9 kg nha mấy chị, còn hai size 8 kg và 9 kg nha. Còn bên em mã đen, mã đen 19.000. Đầu bộ em cắt vô kho rồi không có like nữa. Nay em chỉ đen 8 kg cho lão bà nè. Đầu bộ nay nghỉ like rồi, qua Tết mới bán mấy chị ơi. Bữa giờ bán qua like quá trời, không tranh thủ vô mua. Giờ cận Tết quá rồi, giờ chỉ xả đồ kiểu rồi. Bữa nay xả bữa cuối cùng rồi. Bữa cuối cùng rồi nha. Ngày mai tối nay 7:30 vô xả lần nữa là chốt đơn hết, đi đơn nha mấy chị. Lão bà 19.000 rồi, còn một set đen 9 kg nè. Còn một set đen 9 kg nha. Còn một set đen 9 kg mấy chị ơi. Rồi cái này. Còn bên mã lính giùm em 8 kg mặc vừa nha, áo lề vai như thế này. Áo lề vai quần Alibaba nè. Ai lấy chốt mã lính nha, 8 kg mặc vừa 19.000. Mã lính giùm em. Mã lính. Trời ơi, set này quá đẹp luôn nè. Mã đỏ đô, ai lấy chốt đỏ đô. Đỏ đô 10 kg. Áo lẻ nè với quần nè. Đỏ đô 10 kg 19.000. Lính cho lão bà nè. Lão bà. Đỏ đô cho lão bà luôn. Có đơn inbox số điện thoại địa chỉ nha. Tối nay chốt đơn nha. Qua nay chưa thấy ai inbox số điện thoại địa chỉ hết. Chỉ có vài người inbox em thôi à. Quá trời người mua hàng mà có mấy người inbox số điện thoại địa chỉ. Này gì đây? Cái này set. Còn hàng 19 không đây. Đỏ đô hết rồi mấy chị, có set à. Mấy mẫu đầu lai em sale rẻ là tại vì nó còn có một cái á. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này nha. 10 11 kg ai lấy chốt mã trắng nha mấy chị, mã trắng mà set trắng nha, 10 11 kg. 12 kg mặt dừa. Nói chung 12 kg đi, 12 kg nha, mã trắng. Mã trắng giùm em mấy chị ơi, mã trắng. Mã trắng nha. Mã beo 8 kg. Beo set quần ống le. Beo 8 kg mặc dừa. Đỏ đô hết rồi chị Mai Niên ơi, trắng cho chị Nhi Phương. Nhi Phương trắng. Beo cho lão bà. Mười chín ngàn mấy chị ơi, rẻ bèo luôn. Nhớ mua hàng chia sẻ bài. Rồi ống rộng nha. Ống rộng này size 18 kg nè. Áo cổ yếm như thế này, dễ thương lắm luôn. Còn bên mã ống rộng giùm em nha, 18 kg mặc dừa nha. Ống rộng thổ cẩm 18 kg. Chị nào lấy chốt mã ống rộng giùm em. 19.000 mã ống rộng nha. Phương Phương Trần. Ống rộng của Phương Phương Trần. Rồi cái này ống rộng 10 kg nè. Mấy chị comment giùm em mã số 10 đi, mã số 10. 10 kg mặc dừa nha, 19.000 luôn. Mã 10 nha mấy chị ơi, mã 10. Mã 10 19.000.
Mã 10 giùm em. Mã 10 cho lão bà bà. Mã 10 cho lão bà bà nè. Nè, sale mấy chị 19 luôn. Còn bên cho mẹ mã caro. Mã caro. Giá tùy mẫu nha chị nhóc Hồ Nguyễn ơi, em có đọc giá từng bộ mấy chị nghe rõ giá giùm em. Caro 19.000. Mua hàng chia sẻ bài mới chốt. Chị nào không chia sẻ bài em không chốt. Bên em thấy lão bà trước nha chị Nhi Phương ơi. Là caro cho chị là lão bà nè. Lão bà nít ảo quá ta. Nít ảo cọc cạc cho em. Em mới cho đi hàng nha chị ơi. Chị nào nít ảo là phải cọc cạc cho em nha. Chứ mắc công gửi đi là hàng bị trả về á. Lão bà phải cọc nha. Cái cạc 20.000 thôi à, không có bắt cọc nhiều, cọc cho có thôi. Rồi cái này set đen nha, ai lấy chốt set đen 19.000, size khoảng 9-10kg. 9-10kg 19.000. Set đen. Chờ xíu nha mấy chị. Đen cho lon hồng. Ủa lộn. Nha cẩm. Nãy giờ mua không lại mấy chị kia luôn, chưa kịp bấm là mấy chị kia chốt, tại mạng chị chậm hơn á Dung Thì. Mạng chậm đó. Mạng chậm thoát ra vô lại là mạng mạnh. Cho ai ta? Nga Cẩm chưa chia sẻ bài nè, Nga Cẩm chia sẻ bài. Nga Cẩm nè. Nga Cẩm chia sẻ bài, Nga Cẩm ơi. Rồi cái đầm body size 8kg nha. Đầm body lính nè, size 19.000. Cái này mặc vô dễ thương lắm. Cái body đó, em bán rất là nhiều luôn rồi đó. Rồi body nhũ nha. Body nhũ 8-9kg mặc vừa nha. Body nhũ size 19.000 luôn. Tại mấy cái này nó lẻ, còn một bộ nên em sale rẻ cho mấy chị.
chứ hàng không có giá 19.000 nha. Tại còn lẻ lẻ nha, còn ít ít nên mới sale giá rẻ. Body cho lão bà nè. Mười chín nè. Rồi nhũ cho lão bà luôn nè. Rồi mạng mạnh ghê ấy ta. Có nhiều bảo quốc hết rồi. Rồi đỏ nha mấy chị ơi, mã đỏ giùm em 12 kg. Đỏ 10-12 kg, set đỏ nè. Set đỏ 10-12 kg, 19 luôn. Set đỏ 10-12 kg, 19 nè. Set đỏ. Rồi. Sale cho mấy chị 29.000, ai lấy chốt giùm em mã váy đen hoặc là váy đỏ nha. Size 89 kg mặc vừa. 89 kg váy đen và váy đỏ sale 29.000. Comment mã váy đen hoặc là váy đỏ. Phương Phương Trần set đỏ 19. Phương Phương Trần 19 nè. Váy đen đỏ luôn cho Nhi Phương nè. Ủa lộn, váy đỏ cho bà lão bà chứ. Váy đỏ cho lão bà. Nhi Phương lấy đen nha. Giờ sang hàng xịn nha mấy chị. Giờ sang hàng thiết kế nha. Đen cho chị Nhi Phương. Nhi Phương nè. Mọi người mua hàng chia sẻ bài em mới chốt. Bình thường bán 40-45, nay sale 29 luôn. Cái này bị lỗi nha, hàng xịn shop nó bị lem màu xíu, em sale 19.000. Sale 19.000 luôn. Cái áo là chắc phải đuổi. Chị nào lại không chê thì lấy. Size thôi tặng luôn đi, tặng đi. Còn bên mã tặng đi. Này bán cũng cắn rứt lương tâm quá. Tặng đi. Thôi. Tặng Nhi Phương nè. Ủa Nhi Phương nãy như có cái tặng rồi phải không ta? Nhi Phương nè. Nhi Phương. Này em tặng nha, khỏi tính tiền. Rồi tiếp tục mã khác. Còn gì sale nấy mấy chị ơi. Còn gì sale nấy. Caro 19.000 quần ống le nha. Caro size khoảng 10-12 kg giùm em, áo cổ yếm nha. Caro 12 kg, 19. Caro cho lão bà. Rồi giờ sang hàng thiết kế nè. À em có hai cái áo khoác người lớn 101 sale cho mấy chị 65.000. Lỗ vốn luôn. Size 60 kg lận nha. Chị nào 60 kg mới vừa nha. À. Túi có hai túi hai bên có dây kéo luôn nha mấy chị, xả 65.000. Em còn hai màu nè. Một cái màu xám, một cái màu ruốc. 60 kg mới vừa nha. Chị nào bự bự lấy. Còn không mình lấy về cho mẹ mình mặc cũng được luôn. Mấy bà bự bự con á mặc vừa nha, 60 kg á. Đó, bán lỗ luôn 65.000 nha mấy chị, còn đúng hai cái thôi. Ai lấy chốt mã khoét. Khoét kèm màu vô nha, màu ruốc với màu xám hai màu nha. Cái tay nè. Cái tay có bao tay sẵn luôn nè. Đó, mình có thể nhét cái tay vô đỡ nắng. Rồi bán tặng luôn 65.000. Dạ dày lắm. Trời ơi có hai cái nè, mấy bà thấy không? Giải bao dày luôn. Đẹp lắm nha, giải siêu đẹp. Sale cho mấy bà với giá là 65.000. Ta bán rồi cho mốt cái không ạ. Áo khoác rút cho chị Phương Diệu nè. Rồi còn cái màu xám chị nào lấy chốt luôn 65.000 thôi.
Còn cái màu xám đó chị ơi. Rồi, qua hàng thiết kế nha. Bây giờ em like hàng thiết kế nha mấy chị ơi. Hết hàng ngày rồi. Hết hàng 19 rồi. Hết hàng 19 luôn rồi. Sạch sẽ luôn. Còn cái nè. Còn cái này sale 19.000 luôn nha. Body 8kg nè. Ở sau có dây kéo nha, sang chảnh dễ sợ luôn á. Rồi body 8kg mặt chừa sale 19.000. Khoát cho chị Loan Hồng. Còn màu xám nha Loan Hồng. Còn cái màu xám nha. Cái áo mình có thể kéo cái dây kéo lên tới lỗ mũi luôn. Body cho chị Nhi Phương. Nhi Phương nè. Em còn một ít áo ba lỗ. Còn một ít áo ba lỗ tối nay đầu like vào lúc 7 giờ rưỡi em sẽ bán tặng đầu like cho mấy chị giá 19.000. Mấy chị nhớ vô nha. Ủa 10.000 chứ. Bán 10.000 luôn. Tối nay 7 giờ rưỡi vô bán tặng đầu like. Rồi bây giờ em sale hàng thiết kế một xíu. Tối like tiếp. Rồi khoát cho ai quên rồi. Trời ơi mê nói chuyện. Loan Hồng. Khoát cho chị Loan Hồng. Kiếm cái bọc nào to to đựng mới vừa. Mọi người nhớ tối nay 7 giờ rưỡi vô đúng giờ mình sẽ được mua áo 10.000 à, tri ăn bữa cuối cùng. Là giờ là em chốt đơn luôn. Tối nay em like xong em chốt đơn gửi hết rồi. Ngày mai em nghỉ Tết rồi không có bán nữa nha. Loan Hồng nè 65. Rồi cái sườn xám này 45.000. Em sale với chị 35.000. Ai lấy chốt sườn xám gắm nè. Size khoảng 12kg mặt vừa nha mấy chị ơi. Gắm nha. Lấy chốt mã gắm giùm em. Mã gắm em sale cho mấy chị giá là 35.000. 35.000 mã gắm giùm em. Mã gắm 35.000. Rồi cái đầm này size 18kg mặt vừa em sale mấy chị với giá là 45.000 luôn. Còn bên mã chờ neo. Chờ neo 18kg sale 45.000. 65 sale luôn á. Gắm cho Phan Thị Hạnh 12kg nha. Phan Thị Hạnh nè 45.000. Ủa lộn 35 chứ trời ơi bậy. 35. Cái gắm 35 còn cái đầm chờ neo 45. Rồi cái này 65 em sale với chị 45 luôn nè. Đầm đuổi nè. Đầm đuổi nha mấy chị ơi. Đầm đuổi nha 65.000 xả 45.000. Size 8-9kg màu hồng. 12kg màu xanh. Xả 45.000 nha. Ai lấy chút mã đuổi giùm em. Mã hồng. Đầm hồng này còn size nè. Cái màu hồng còn xay, màu xanh còn có một cái à. Xả 45.000 luôn mấy chị ơi. Sale tụt quần luôn. Ai lấy chốt đuổi giùm em nha. Ai lấy chốt mã đuổi giùm em. Áo khoác còn mấy cái sale luôn cho mấy chị 35.000 đi. Áo khoác nha. Khoác xả 35.000 thôi. Khoác xay 10-11kg còn màu hồng đậm với màu hồng nhạt. Khoác bé nha, xả 35.000. Hồng đậm với hồng nhạt size 10-11kg mặt vừa nha. Chị nào lấy chốt khoác bé giùm em. Đầm đuổi có ai lấy không? Đầm đuổi có chị nào lấy không? Rồi cái set này nha 65.000. Em sale cho mấy chị set này 55.000. Chắc phải đuổi luôn nha mấy chị. Khoác cho Liễu Nguyễn cái với Phương Phương Trần cái nè. Liễu Nguyễn nè.
hương phương trần hồng đậm. Hồng đậm cho hương phương trần. Rồi set này nha. 65.000 xả luôn cho mấy chị giá 35 nha. Ủa lộn. Trời ơi 55. Đấy, nó lộn nha chứ không phải 35 nha. Nó lộn. Cái này áo này bỏ vô quần. Mặc dễ thương lắm, chắc phải đuổi nha, set đuổi á. Này chắc cỡ 14 kg á mấy chị. Ai lấy chốt giùm em. Xếp váy đuổi nha. Ở sau như thế này. Trước nè. Xếp váy đuổi nha, xả 55.000 nha. Váy đuổi 55.000, ai lấy lên size giùm em, trong quán có quần sẵn trong. Không phải quần ống rộng, chân váy chị Loan Hồng ơi. Còn cái khoác 50.000, khoác chống nắng nè. Khoác chống nắng Adidas nè. 50.000. Size 89 kg mặt vừa. Dây kéo kéo lên tới lỗ mũi được luôn nè. 50.000 nha mấy chị, khoác chống nắng. Ai lấy chốt mã khoác. Khoác đỏ. Lấy chốt mã khoác đỏ giùm em. 50.000. Rồi cái này nha. Comment giùm em mã nơ đỏ. Xả 35.000, size 89 kg. Nơ đỏ. Khoác cho chị Dung Thùy. Gì con? Rồi nơ đỏ 35.000. Nơ đỏ 35.000, size của nó 89 kg mặt vừa. Nơ đỏ 35.000, size 89 kg. Set 35 17 kg set nào trời? Set nào bà? Rồi cái này 18 kg nè. Set đùi nha, ai lấy chốt mã set đùi 18 kg mặt vừa nha. Đùi hồng là 15 kg. Đùi đỏ 18 kg. Đùi hồng 14 15 kg, đùi đỏ 18 kg mấy chị ơi, 29.000. Đồ chị chắc nhiều lắm rồi hả? Ai biết nè, chưa có chốt chị ơi. Thải qua còi nguyên chưa có lựa ra, chưa chốt ai hết. Giờ cũng không biết ai nhiêu luôn. Tối nay chốt và gửi bill và biết. Rồi ai lấy chốt mem. Mã đùi nha. 29.000. Đùi còn hai cái cuối cùng. Không có quần quấy riêng nha. Rồi cái đầm này nha, 65.000 xả luôn cho mấy chị giá 55 nha. Xả luôn 55.000, ai lấy chốt đầm đỏ giùm em. Size 89 kg mặt vừa, xả 55.000. Xả 55.000, 89 kg mặt vừa. Trang váy đen áo đỏ size 14 15 kg. Size khoảng 14 kg chứ, 14 kg. Quần legging 18 kg mặc vừa nha. Em còn 3 cái nè mấy chị ơi, quần legging nha mấy chị. 35.000 nhưng mà thôi sale 29 luôn. Còn 3 cái sale 29.000, 3 cái 3 màu nè. Size 18 19 kg nha, ai lấy chốt quần legging giùm em.
quần lét jean 18-19 kg nha. Này gì đây? Rồi 89 kg 19.000, ai lấy chốt set vàng nha. Set vàng rớp vai thế này 19.000, 89 kg mặc vừa. 89 kg mặc vừa, quần ống rộng. Áo rớp vai. Set vàng. Set vàng cho Phương Phương Trần. Rồi set đỏ. Set đỏ tầm khoảng 10 12 13 kg. 19.000. Rồi cái này em sale 29.000. Cái set này em sale 29.000 nha, ai lấy chốt mã 1. Mã 1 xả 29.000. Size khoảng 11 kg nha. Đỏ cho Phương Phương Trần nè. Đỏ cho chị Phương Phương Trần. Rồi mã 1 29 nha mấy chị. Size 11 kg. Áo khoác bé vẫn còn nè. Em xả 35.000 một áo nha. Chị nào lấy lên size. Khoác kèm size vô 35.000 nha. Có nhiều màu, màu xanh, màu vàng, màu hồng, 3 màu. Ai lấy lên màu lên size. Mã 1 cho Lạc Quang nè. Mua hàng chia sẻ bài em nha chị. Tại vì đang sale á, đang sale lỗ á. Lạc Quang nè. Tất cả mặt hàng trong shop sale hết luôn. Sale là nghỉ Tết, bữa nay bữa cuối cùng like rồi. Nay like bữa cuối rồi nghỉ Tết nha. Rồi ai lấy chốt khoác sale 35.000. Mã 1 hết rồi chị ơi. Em còn khoác nè, ai lấy chốt khoác nè, vàng, hồng, xanh, 3 màu. Lấy lên size nha. Cái set này 55.000 nè, hàng thiết kế nè, cái nô rất là to. Tại vì cái này size 25 kg lận. Chị nào bé khoảng 24-25 kg lấy cái set vàng này em sale cho giá 29.000 luôn. Cái nơ rất là bự ở trước ngực nè. Rồi set vàng nha mấy chị ơi, 29.000 luôn. Khoác 8 kg màu à. Màu hồng chị ơi. Vỏ phi khoác hồng 12 kg. Mua hàng chia sẻ bài nha chị ơi. Mua hàng chia sẻ bài giùm em. Chia sẻ em 2-3 lần trang cá nhân 5 hội nhóm. Mỗi sản phẩm em sẽ giảm từ 10-20.000 cho mấy chị. Có đơn tự động inbox số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn giùm em nha. Không có cho số điện thoại địa chỉ trên like. Vàng Phương Phương Trần 29. Khoác hồng 8 kg cho Nga Cẩm. 35.000 mấy chị ơi. Có đơn
đơn nhé, bút số điện thoại chị nha mấy bà. Còn khoác nè, ai lấy khoác lên xay còn vài cái rồi mấy chị ơi. Ủa khoác đẹp lắm luôn, khoác 3D giải dày lắm nha, khoác cho bé còn 3 cái nè, ai lấy lên xay xả 35.000 thôi. Rồi đầm đuổi này à, khoác 8kg bây giờ hết rồi, còn có 1 cái 8kg. Để em tìm coi còn sót cái nào không. Bây giờ còn khoảng 90kg trở lên. Cái tầm 90kg được không? Thanh lý nè, 10kg nè. 90kg còn 2 cái nè, ai lấy chốt khoác nha. Thanh lý nè, 35.000. Còn nha, còn 3 cái nè. Có xay mười mấy ký luôn nè. 15 16 ký có luôn. Có đồ bộ nhưng mà em ngưng đồ bộ rồi, qua Tết mới bán. Hết thời gian để like luôn rồi. Bữa nay bữa cuối rồi mấy chị ơi. Rồi đây nha, ai lấy chốt mà em đầm đuổi kèm size vô. Đầm đuổi này 45.000, em sell cho mấy chị với giá 29.000. Cái này là em bán tặng nha. Đầm đuổi có dây kéo sau, có dây buộc eo luôn, chắc phải đuổi đẹp lắm luôn nha. Em bán tặng cho mấy chị với giá là 29.000. Mọi người mua hàng lưu ý nhé, chia sẻ bài giùm em nha. Có nhiều màu lắm nè. Màu hồng, màu vàng, màu ruốc nữa nè, màu đỏ nè, hồng vàng ruốc đỏ kèm size vô. Đầm Nguyễn Thị Thương 15-16kg nè. Ai lấy đầm cứ lên size nha, sale tặng luôn 29.000 thôi mấy chị ơi. Size lớn nhất 15-16kg nha. Trời ơi đẹp chưa. Em lấy chị cái đỏ nha Thương. Mấy chị nào mà không lên màu thì em lấy màu ngẫu nhiên, đừng có la làng nha. Nguyễn Thị Thương hồng hả? Ai không lên màu thì lấy màu ngẫu nhiên nha. Nguyễn Thị Thương nè, 29. Phan Thị Hạnh lên size. Phan Thị Hạnh không có bao giờ mà comment size hết luôn á. Chỉ cần comment đầm đuổi kèm size thôi, không cần phải comment cái giá tiền lên. 20kg không có. Phương Phương Trần ơi, thanh lý một cái nè. Thanh lý 10kg nè. Mười lăm ký cho Phương Phương Trần. Thân Thân chia sẻ bài. Thị Hạnh nè, rồi còn ai lấy nữa không? Còn vài cái đuổi nữa nè, ai lấy chốt xay ở dưới khối ren nè, dễ thương lắm nha. Sale tặng luôn 29.000, lỗ 10.000 một đầm luôn.
đổ 5.000 chứ, đổ 5.000. Rồi còn ai lấy nữa comment sai nha, 29 nè. Set này 29 ngàn luôn nè. Ủa 35 chứ. Set. Set 35 ngàn. Áo lợp vai như thế này. Đuổi 15 với 13 kế cho Phương Diệu. Ủa đuổi quăng đi đâu rồi. Còn 15 kg không đây? Rồi hết 15 kg rồi chị ơi, em còn 13 kg thôi. 13 kg chị lấy màu hồng nha. Hết 15 kg rồi nha Phương Diệu. Lấy đỡ 13 kg đi. Phương Diệu nè. 29 nè. Đầm đuổi này không có size 18 kg. Em hết size lớn là bởi vậy mới sale 29.000. Đuổi vàng 13 kg cho Phan Thị Hạnh nè. Đỏ nhiêu ký à? Đỏ xay 8-9 ký, 10-11 ký. Rồi đây nha, beo kèm xay vô nha mấy chị ơi. Beo kèm xay vô áo lợp vai này 35 ngàn một bộ nha. Quần lửng. Rồi xếp beo nha. Beo còn 9 ký và 8 ký hai xay. Beo nâu cũng còn 8 ký luôn. Beo nâu em cũng còn 8 kg luôn nha. Chị nào lấy chốt beo nâu. Beo nâu 8 kg. Lạc quan beo trắng đúng không? Ok lạc quan nè. Rồi còn beo trắng 9 kg và beo nâu 8 kg. À, màu hồng 9 kg. Hồng 9 kg. Set trắng này em xem với chị 19.000. Set trắng 19.000, quần ống rộng nha. Tầm khoảng 12-13 kg vừa, ai lấy chốt mã trắng 19.000. Đuổi vàng 13 kg có người chốt rồi Phương Diệu ơi, hết size 13 kg luôn rồi. Set trắng cho chị Phương Diệu nè. Rồi đầm này 40 em sale mấy chị giá 29 luôn nha. Đầm hoa cúc nha. Màu xanh, màu hồng ruốc. Xanh lá hồng ruốc. Xanh biển. Tím. Ủa màu đẹp không à. Ở ngoài màu tươi lắm. Ở ngoài màu tươi lắm. Rồi đầm nha, sale 29 ngàn. Bữa mua 40k set. Đấy, ừ đúng rồi, bữa 40 ngàn cái set lệch vai nè mấy chị, sale luôn 235 ngàn. Chị nào lấy comment nha, còn có mấy cái à. Tại vì sale á, còn ít sale hết luôn, gần nghỉ Tết. Rồi đầm hoa cúc ai lấy lên size mấy chị ơi.
mọi người mua hàng nhớ chia sẻ bài em nha. Rồi làm hoa cúc hoa lấy ô xã 29. Thanh lý màu tím nè. 10 kg đúng không? Thanh lý 29.000. 15 20 kg không có. 15 kg thì được. 15 kg có xanh lá, xanh biển. Hai màu, lấy màu nào? 12 kg có tím và hồng. 15 kg có xanh lá, xanh biển. Và còn đúng hai size. Còn hai size Phương Trần lấy màu nào? Xanh lá hay xanh biển? Thích xanh lá hay thích xanh biển? Chắc vải đẹp quá à. Vải đẹp lắm nha mọi người. Xanh lá ok Phương Trần. Không có 18 kg, chị Mai Niên lấy 11 kg màu gì? Màu tím hay màu hồng? Em còn 11 kg, không còn 18 kg nha chị. Bộ ngố hàng xốp mà sale mấy chị 45.000. Hàng xịn xốp nha. Size bự nè. Size này tầm khoảng 20 kg. 20 đến 22 kg. 22 kg nha, 22 kg nha, lấy chút bộ vàng. Bộ ngố vàng giải hàng xốp đẹp lắm nha mấy chị. Xả 45.000 luôn. Chị nào lấy chốt giùm em mã ngố vàng. Mã ngố vàng. Cái này 65 sale mấy chị 55.000, ai lấy chốt mã bi đỏ 23 kg mặt dừa. Tím cho chị Mai Niên nè. Có đơn giờ em bút số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Ở trên đầu trang có cái nút tin nhắn đó mấy chị vô, mấy chị nhắn tin vô giùm em. Mai Niên 29 nè. Cái này 55.000 em sale lỗ luôn bo 35 nha. Lỗ 20.000 một set, set đuổi nha. Size 89 kg màu hồng đậm. Xả 35.000. 14 15 kg màu đỏ. Xả 35.000 set đuổi, trời ơi rất là đẹp luôn. Ai lấy chốt giùm em đỏ. Đỏ 14 15 kg và màu hồng đậm 89 kg nha. Hàng 55.000 một bộ, sale luôn 35.000. Cái mặt sao ngứa dữ ta. Rồi xả cái này à. Giờ xả cái set này. Cái nào em cũng giảm từ 10 đến 20.000 á. Nào còn ít thì sale nhiều. Nào còn nhiều thì sale ít. Set hồng cho chị lão bà. Bi đỏ 23 kg chị ơi. Set hồng hết còn set đỏ thôi 14 15 kg. Rồi cái này 40.000 xả mấy chị luôn 29 nha.
10 đến 12 kg, còn bên em mã yếm. Áo cổ yếm nè. Hở lưng như thế này. Quần ống rộng nha, mã yếm giùm em 10 đến 12 kg, còn một set cuối cùng sale mấy chị 29.000 luôn. Dễ thương quá. 29.000 mã yếm giùm em. Rồi cái này 60 sale luôn cho mấy chị giá 50 nha. Ai lấy chút giùm em mã yếm sọc. Yếm áo sọc nè. Xả 50.000. Em ở Tây Ninh nha. Tại vì nghỉ Tết cho nên sale rẻ luôn. Mua hàng nhớ chia sẻ bài giùm em, ship đồng giá 30.000, ship toàn quốc cho mấy chị luôn. À toàn Việt Nam chứ không có toàn quốc. Yếm cho Phương Phương Trần. Mấy chị chỉ cần ở Việt Nam là ở đâu em cũng gửi hết. Em chỉ không bán nước ngoài thôi. Nước ngoài phí ship rồi bị bơm về, có nước nghèo luôn á, bán nguyên cái shop trả luôn á ông. Rồi mã yếm sọc xả 50.000 nha mấy chị. Mã yếm sọc xả 50.000. Cái đầm đuổi này 60.000, sale 50.000 luôn, size to nha. Xả 50.000, size của nó là tầm khoảng thả sau cột nơ vậy nè. Size bự nha, 25 kg á. 25 kg mặt dừa nha, đầm đuổi nha, xả 50.000, 25 kg mặt dừa. Comment giùm em mã đuổi đỏ 50.000. Cái đầm hoa cúc cổ sen như thế này. 65 sale 55.000 một đầm nha mấy chị, áo cổ yếm hở lưng như thế này ha. Đầm hoa cúc xả luôn cho mấy chị giá là 55.000. Theo là theo dõi like nha mấy chị ơi. Bây giờ mấy chị hỏi em còn mẫu nào em không nhớ, thật sự em không nhớ là đồ em còn gì luôn á. Bây giờ em bóc đại cái nào em like cái đó, em đọc số ký rõ ràng, ai lấy được nào thì lấy ha. Giờ đừng hỏi em. Bây giờ em xả tới đâu, giờ bóc tới đâu biết tới đó thôi, chứ giờ không nhớ đồ còn gì đâu. Rồi đầm này nha. Thái hoa cúc đen 14 kg. 14 kg màu đen không dừa. 14 kg màu đen không dừa chị ơi. Màu khác thì được. Để em coi lại. Cái gì chứ. Ê nước nó có bị đi đâu không? Qua nay thấy màu hết lắm luôn á. Kéo motor lia lịa luôn á. Kiểm tra coi có bị tét ống đâu không. Làm cổ sen. Mười bốn ký à. Ừ 14 kg dừa nè. Lấy ok màu đen dừa nè. Lấy không Phạm Duyên? Còn cái hơn, còn cái nè. 13 kg màu đỏ nè. Còn nhiêu xe lớn quá trời, xe lớn luôn. 10 kg màu tím, trộn màu tím nè. Bà nào thích tím không? Ồ màu tím là đẹp nhất nhói luôn mấy bà. Ờ ok Phạm Duyên nè. Xả 55.000. Bình thường bán 65 á mấy bà ơi, sale 55 mà giảm 10.000 là hết lời rồi, sale vốn rồi đó. Chị nào không lấy tiếc lắm nha. Em sale trong Tết thôi, qua Tết là em bán giá bình thường á, không có sale nữa đâu. Theo lấy tiền trả nợ thôi chứ Tết tới nơi rồi. Tết tới nơi rồi. Bây giờ hàng còn nhiều quá. Phải sale thôi. Rồi ai lấy hoa cúc nữa thì comment nha.
Còn hai cái sườn xám nè, ai lấy xả 25.000 thôi. Sườn xám này người ta có dây kéo sau lưng luôn. Cộng dây kéo không là 10.000 rồi. Sườn xám còn màu xanh với lại màu vàng nha, size 8kg mặt dừa, xả 25.000. Xả 25.000 thôi. Chị nào lấy chốt sườn xám vàng với xanh 25.000 một bộ. Sườn xám 8kg mặt dừa. Ai lấy chốt mã sườn xám. Sườn xám vàng cho lão bà nè. Còn sườn xám xanh, lấy chốt sườn xám xanh. Còn xét đuổi đỏ nè, không ai lấy hả? Xả có 35.000, lỗ 20.000 rồi. Bình thường bán 55, sale luôn 35 nè. Chắc vải là đuổi nha, size 15kg mặt dừa nha. Ai lấy chốt mã đuổi đỏ 35.000. Đuổi đỏ 35.000, 15kg. Chị Nhi Ngọc nè. Nhi Ngọc có đơn inbox số điện thoại địa chỉ nha. 35. Rồi đầm đính ngọc, áo là vai như thế này, đầm là vai ngọc nè. Bình thường bán 55, sale với chị 45.000 luôn nha. Đầm ngọc là vai nè. Chị nào lấy lên size giùm em. Đầm ngọc là vai. Có màu vàng, màu hồng, màu đỏ, ba màu. Ai lấy lên xay lên màu luôn. Xả 45.000 thôi mấy chị ơi. Comment giùm em mã ngọc kèm xay vô. Mã ngọc 45.000. Rồi, mã ngọc nha, lấy chốt ngọc giùm em kèm size vô. Body này em sale cho mấy chị với giá 45.000. Ủa lộn 35.000. Sale đầm body rớt vai 35.000. Cái màu em đang cầm là màu lon, màu đen. Màu đen, màu trái tim. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Sale 35.000 nha. Màu beo trắng. Màu hồng đậm. Ai lấy lên màu lên size giùm em. Mã body. Mã body kèm màu kèm size vô. Xả 35.000 nha. Em đọc màu lại nha mấy chị ơi. Đọc màu lại nha. Màu hồng đậm, beo trắng, đỏ đô, trái tim, đen, màu lon. Rồi lấy lên màu lên size. Xả 35.000. Ai lấy lên màu lên size giùm em nha, 35.000.
body có ai lấy không mấy chị ơi? Rồi xét hoa cúc nha. Xét hoa cúc quần ống rộng cậu yếm như thế này. Quần ống rộng áo cậu yếm nè. Cảm ơn em mẫu hoa cúc xả 35.000. Hoa cúc xe 35.000. Có màu đỏ, màu tím, màu hồng. Hoa cúc xả 35.000, đỏ, tím, hồng. Hoa cúc có màu đỏ, màu tím, màu hồng, xả 35.000. Lon hồng 10 bao nhiêu ký? Lên size chị ơi, lên size giùm em. Tám bao nhiêu ký mình comment mã kèm size. Cúc mấy chị ơi, còn có 3 bộ à. 4 bộ. Cúc còn size nhỏ nha, không có size lớn, hết size lớn rồi. Cúc em hết size lớn rồi. Bây giờ 8 đến 12 kg thôi. 8 đến 12 kg. Rồi ok, 12 kg cho lon hồng. Lon hồng 12 kg nè. Ơi. Rồi đầm này em sale với chị 40.000 thôi nha. Đầm tiểu thư xả 40.000. Đa số còn xe bự không à. Còn xe bự không à mấy chị ơi. 40.000 một đầm. Comment giùm em mã tiểu thư nha. Đầm tiểu thư xả 40. Mười mấy ký trở lên. Đầm tiểu thư nha. Anh cái thùng kẹo kéo người ta lỡ lấy anh. Gắn đi chút quên lại á. Cúc 10 tím, 10 ký màu đỏ. 10 ký đỏ không vừa. Chị lấy hồng hoặc tím thì vừa á Nga Cảm. À còn hồng thôi Nga Cảm ơi. Còn hồng thôi Nga Cảm ơi. Còn có màu hồng mà. Rồi tiểu thư có ai lấy không? Tiểu thư nha 40.
nhung này sale luôn 40. Đầm body nhung 40.000 kèm size vô có hồng đậm nè, đỏ nè. Hồng phấn nè. Với lại vàng nha, 8 đến 16 kg mặt vừa sale 40.000. Chắc phải là vải nhung nha. Body nhung 40.000. Lấy hoa cúc hả? Nga Cẩm ơi, lấy hoa cúc hồng hả? Rồi cái đầm maxi nè mấy chị. Đầm maxi này bình thường bán 65, bữa nay sale mấy chị 55.000. Em sale đầm maxi có quần đùi trong luôn nè, 55.000 nha. Có xẻ một bên vậy nè. Đầm maxi sale 55.000. Lấy nhung hả chị Phan Thị Hạnh ơi? Chị lấy đầm nhung hả? Ừ, 10 đến 12 là xe 3. Nói chung là tùy mẫu. Không có mẫu nào sai giống xe mẫu nào hết. Tùy mẫu. Chị Phan Thị Hạnh lấy mã nào mình thường phải comment mã chứ để nó lộn mẫu nha. Còn bên không thì em muốn biết chị lấy cái nào luôn. Rồi nhung hồng. Lấy nhung màu hồng hả? 15kg phải không? Hồng đậm ha, hồng nhạt. Hồng cúc cho Nga Cảnh nè. Hết size 15kg rồi. Em còn màu đỏ thôi. 15kg còn màu đỏ thôi. Còn một cái màu đỏ cuối cùng. Hết màu hồng. Chị ơi còn đỏ thôi. Còn đỏ được không? Cái này là kêu bằng cái gì ta, kêu bằng cái gì? Đàm Hàn Quốc xả 45.000 thôi.
Đàm Hàn Quốc xả 45.000. Đàm Hàn Quốc xả 45.000 nha. Còn một cái áo khoác 9 kg nè. Rồi này nha, xếp đuổi nè. Size 25 kg mặc vừa nha. Em sale 45.000. 65.000 xả luôn 45.000. 25 kg. Pyjama này 65.000 xả luôn, lộ vốn luôn 45.000 nha. Pyjama nha. Không có size 25 kg nha chị Mai Nguyễn ơi. Rồi ai lấy chút pyjama hàng xịn xốp nha mấy chị ơi, xả mấy chị luôn 45.000. 65.000 bộ bán lỗ luôn 45. Lấy còn ở giùm em pyjama kèm size. Áo dài hoa vàng với đỏ 100k. Hàn Quốc cho Thanh Lý nè. Xét đuổi cho chị Mai Nguyễn nè. Nguyễn có đơn inbox số điện thoại địa chỉ giùm em. Hàn Quốc cho chị Thanh Lý nè. Hàn Quốc có size tới 25 kg luôn á, chị nào lấy chốt Hàn Quốc. Xả 45.000 thôi. Thanh Lý. Không chị ơi, không có bớt tiền trước nha, chuyển khoản hết. Chuyển khoản bớt mới đỡ tiền ship được 10.000. Còn cái vụ cọc là mình chỉ cọc thôi. Mình cọc cho có thôi chứ tiền ship vẫn vậy à. Rồi đầm này 70 nha, ai lấy chút mã tầng kèm size vô 70.000. Chồng em có nhà nha chị Hằng ơi. Rồi áo dài cách tân 40.000, ai lấy lên xay. Áo dài cách tân 40.000. Xay 8 đến 15 kg. Áo dài cách tân 8 đến 15 kg 45.000. Cách tân 45.000, ồ 40 nha. 8 đến 15 kg. Không có đồ bà ba. Tay đàm 70 nè, đẹp xuất sắc luôn á. Xúc xích luôn cái tay nè. Ở sau có dây kéo.
Nè, tai phò tai xòe như thế này. 4 5 tầng luôn. 70.000. Trời ơi bà ơi. Đơn mấy trăm ngàn bà nạp cạc hết rồi, tiền đâu tôi bù vô cạc. Em chỉ nhận cọc cạc 20 ngàn cho mấy chị mà khách ảo khách mới thôi. Cọc cho có thôi, cho đừng có bơm hàng thôi. Chứ nếu như mà mấy chị muốn đỡ ship thì mấy chị phải chuyển khoản cho em. Chuyển khoản vô số tài khoản cho em. Hoặc là ship nhận hàng trả tiền nha mấy chị. Chứ em không có nhận cọc mà mấy trăm ngàn đâu nha. Làm gì cho hết, điện ai cho hết mấy trăm ngàn bà. Giờ có mạng, điện mạng không có ai điện số điện thoại đâu. Rồi đây nha. Chân váy nè, áo yếm nè. Chân váy áo yếm nè. Đó. Kèm cái đồ cột tóc nè, xả luôn 45 ngàn. Xả luôn 45 ngàn. Size 20 đến 22 kg và 25 kg. Sale 45 ngàn. Sale 45 ngàn. Ai lấy chốt yếm giùm em nè. Yếm đỏ 22 kg và 25 kg nha, còn hai size. Xả 45 ngàn. Đầm 70 này có màu hồng phấn nữa. Cái màu em treo là màu hồng cam nha. Em còn màu hồng phấn nữa. Rồi cái đầm hoa hồng này sale cho mấy chị giá 55 ngàn. Đầm hoa hồng 65 xả còn 55 ngàn. Ai lấy chút mã hoa hồng giùm em. Ở sau lưng có nơ nè. Chắc phải là lụa satin. Xả luôn giá 65 ở 55 ngàn. Xả 55 ngàn nha. Chị nào lấy chốt mã hoa hồng kèm size vô. Size lớn nhất nó khoảng 23 kg. Size lớn nhất nó tầm 23-24 kg nha. Phan Thị Hạnh ơi lên size. Tại vì chị lấy tùm lum size hết cho nên em không có nhớ là chị lấy size nào. Chị lấy tùm lum size hết à, em không biết là chị chính xác là chị muốn size bao nhiêu. Lấy cái nào mình phải comment size giùm em. Đầm Hàn Quốc còn không à. Để chút em kiếm cho một cái nữa. Mẫu khác ha. Rồi đầm hoa hồng xả 55, ai lấy lên size. Yếm 25 kg cho Phương Phương Trần. Còn một cái yếm 22 kg nè mấy chị ơi. Yếm xả 45 ngàn thôi. Rồi mã hoa hồng kèm size vô. 45 sale 55 ngàn. Chắc phải satin nha. Cái xếp váy này 60 ngàn. Em xả luôn cho mấy chị giá 45. Áo kèm chân váy. Chân váy dập ly. Size 9-10 kg nha. Xả luôn 55, 45 ngàn thôi. Đầm hoa hồng 15 kg cho Phan Thị Hạnh nè.
Rồi các đầm cổ yếm này 55.000, sale luôn cho mấy chị 45.000. Xả 45.000, ai lấy chốt mà em mã yếm kèm size vô. Mã đầm yếm kèm size vô. Xả luôn 45.000, hàng bao xịn bao đẹp luôn. Trời ơi dễ thương lắm luôn. Xả 45.000 thôi. Mười mười một ký màu hồng em treo nha. Hai mươi hai ký màu cam đất. Giải đẹp lắm luôn. Mấy cái nào đẹp là em nói đẹp à. Cái vải rất là đẹp. Hàng bao xịn luôn. Xả luôn 45.000. Chị nào 22 kg cam đất nè. 18 kg nè. Có size 22 và size 18 kg. Rồi đây nha, cổ yếm nha mấy chị ơi. Còn 3 cái, xả 45 thôi. Xả có là lớn gì đâu mấy chị ơi. Mấy hàng này hàng shop 6-7, cả trăm hơn á. Nếu như mà mấy chị vô shop mua giá từ rẻ nhất cũng 8-90 ngàn trở lên á. Em bao luôn. Không có ai bán giá về đâu. Còn cái khoác riêng nè, ai lấy không? 18 kg. 18-20 kg nha, khoác riêng 50.000. Ai lấy chốt khoác riêng giùm em. Lai xếp bộ nè, 35.000 thôi. Xếp bộ kèm xay nè mấy chị ơi. Quần ống rộng. Áo có nơ ngay này, ngay cổ nè. 35.000. Mới vừa xách xe chạy đi luôn. Ủa mà cái thùng mình như đang làm chưa xong. Chồng em chưa về. Đang làm bỏ chạy đi rước Ngọc á. Rồi đây nha. Tưởng đâu lên làm gì, hồi nãy không hỏi em nói. Rồi cái này nha, cái này màu lon nè. Màu lon màu caro nè. Màu bi nè, chắc là mau á. Chờ xíu thay mau lắm. Ba mươi lăm ngàn set này nha. Ba mươi lăm ngàn nha, lấy lên xay. Bi lon với caro nha, ba màu.
đâu hết rồi. Lon hồng lấy màu nào? Còn caro được không lon hồng ơi? Còn có caro à? Rồi còn caro thôi. Có chốt cái body nhung đỏ chưa? Nhung đỏ size lớn nhất là nó 15kg mà. Chị Mai Nguyễn ơi, nhung đỏ từ 8 đến 15kg chị lấy bao nhiêu ký? Nhung đỏ 8 đến 15kg chị lấy bao nhiêu ký ạ? Lấy bao nhiêu ký lên size? Mấy chị comment đúng mã em mới dám lấy, chứ comment em đọc không hiểu sao em dám lấy. Chị Lan Hồng lấy caro không? Rồi đầm hoa tím 65 sale 55 nha. Còn có 2 cái thôi. Còn hai cái cuối cùng. Hoa tím nha. Xả 55.000. Đáy đỏ 10kg. Rồi ok. Đỏ 10kg cho Mai Nguyễn nè. Rồi máy xếp bộ này ai lấy comment nha. 35.000. Rồi set này nha. Còn có một cái à. Này còn có một cái cuối cùng. Màu lon không vừa, lon hồng ơi, em còn màu caro. Còn caro. Màu lon xay tầm 10 11 kg thôi. Màu lon với màu bi 10 11 kg. Hết xay 12 kg rồi. Rồi cái này 10 đến 12 kg nha. Ai lấy chốt mã yếm gắm cho em xả luôn. Xả 35.000. Hai 25 kg hồi nãy có cái đầm đỏ thì đẹp luôn nè. Đâu rồi? Đây đầm nhung nè. Đầm nhung 55 sale luôn 45.000 nha. Đây đầm nhung sale luôn 45.000. Cái này mặc hết được nè. Xả 45 size 25kg mặc vừa. Đấy chốt đầm nhung nha chị ơi. Với lại có cái đầm đuổi nãy quá đẹp luôn. Đầm đuổi 65 sale 55. 25kg luôn nha, đầm đuổi. Bị giăng ra ngoài không nghe hả? Em nói là size 12kg còn màu caro lon hồng ơi. Nếu mà chị lấy 10 11kg lấy màu lon với màu bi vừa.
Rồi ok. Màu lon cho lon hồng nè. Lon hồng nè. Rồi set này 10 đến 12 kg nha. Chị nào lấy chút mã gấm xả 35.000. Đầm đuổi cho chị Mai Nguyễn nè. Đầm đuổi 55. Rồi gấm nha. Ừ 25 kg mặt dừa chị. 25 kg. Với lại cái đầm nhung nè, đầm nhung quá đẹp luôn. Đầm nhung không lấy hả? Đầm nhung nha. Đầm nhung xả 45. Rồi mẫu này nè. Đầm này đẹp nè. Đầm này có 25 kg, có đủ size từ size nhỏ tới size lớn luôn nha. Đủ size từ nhỏ tới lớn luôn, ai lấy chốt bi. Gắm gắm cho Mai Nguyễn nè. Cái chị có đơn nhớ vô inbox số điện thoại địa chỉ nha, tối nay em chốt đơn. Gắm 35.000. Rồi mã bi kèm size vô 45.000. Đủ size từ 8 cho đến là 25 kg mặt dừa nha. Bi kèm size vô 45.000. Chị ơi 35.000 hả cho em một bộ áo giá tùy mẫu chị ơi, mỗi mẫu em đọc giá tiền á chị ơi. Cái nào em cũng có đọc giá tiền nghe. Chứ không phải cái nào cũng 35. Lấy cái nào cùng mình mã kèm size vô. Rồi cái này ai lấy chốt nha, 45.000 mã bi. Số điện thoại địa chỉ mình vô nhắn tin trong tin nhắn chị Mai Nguyễn ơi. Bi đủ size cho tới 25 kg. Bi đủ size. Rồi xếp tầng nha, xếp tầng 65 sale cho mấy chị 55.000 luôn. Áo rớt vai nè. Quần ống rộng như thế này. Ủa quần ôm chứ. Quần này ống ôm nha. Rồi ai lấy chốt xếp tầng nha. Xếp tầng có màu đỏ với màu vàng, hai màu luôn. Xả 55.000, có đủ size cho tới 26 kg. Đủ size tới 26 kg mặt dừa nha. Xả 55.000. Bi 10 kg cho Nga Cẩm. Bi đẹp quá trời, Mai Nguyễn không lấy hả? Rồi xếp tầng có chị nào lấy không? Xả 55.000 nha.
có xe bự luôn á, 26 kg luôn. Con nó bổ vậy. Rồi xếp váy nè. Xếp váy 8 kg màu hồng, 65.000. Trong váy có quần sẵn trong. Tám ký hồng, 10 kg màu cam, 10 kg màu cam. Điện thoại theo không đây? Áo bé 10 kg không ạ? Áo thì có đó nhưng mà hết thời gian like rồi. Trời ơi. Đi đâu bà Đa? Tối em sale đồ kiểu cái nữa rồi em nghỉ Tết rồi mấy chị ơi. Em nghỉ like đồ áo lẻ, quần lẻ với đồ bộ rồi. Rồi xếp váy nè, ai lấy chốt xếp váy nha, có quần sẵn trong 65.000. Đẹp lắm luôn. Cái hàng này đẹp xuất sắc luôn. Đi vô đi. Ủa, nó chưa về hả? Chưa về. Có hỏi thử mấy giờ không? Chắc 3:30 ra quá. Cái lo xong chưa? Cái lo kẹo kéo thôi xong chưa? Chưa xong hả? Ừ vậy thôi. Vậy thôi chiều mát mát lên chị. Anh đi rước về anh còn làm nữa. Trời sợ. Ừ sợ hơi lâu. Tại hồi trưa là anh chạy đi lấy cái bình á. Về anh gắn mới về tắm luôn cái đi rước ngọc. Hồi nãy ổng lên thì em nói ổng chưa về, tầm nửa tiếng nữa mới về tới. Ờ. Trong váy lẻ có. Trong váy lẻ em có nha. Nè trong váy còn trong váy bi thôi à. Trong váy em còn trong váy bi thôi. Đó 35.000. Đẹp chưa? Bé tầm 10 kg thì lấy màu đỏ vừa nè. 35.000 một cái trong váy mấy chị ơi. Đau lưng quá. Giờ còn ít người xem quá ta. Rồi này 65.000, ai lấy chút body giùm em. Body nha. Tay phồng rớt vai như thế này. Có khoét lỗ ngay cái ngực nè.
Đầm body nha, 65.000. Có dây kéo sau lưng nha. Đầm body 65.000. Cái đầm tím này đẹp nè, chị nào bé nhỏ nhỏ lấy cái đầm tím này hàng giải xịn lắm nha. Ở sau lưng nè, sau lưng bụng nơ trên đây. Ở trước nè, Lê Nguyễn Thanh Trân body nè. Bà Thanh Trân bà biết mua đồ ghê luôn á, bà lấy toàn mẫu đẹp hơn. Mười bảy ký. Rồi ok. Cái này có màu vàng nữa mà bán hết vàng còn hồng. Bà biết lựa ghê, tôi công nhận bà lựa mấy mẫu đẹp không à. À, ví dụ như mấy cái đầm này nè, trời ơi mặt sang lắm mấy chị ơi. Nè mấy chị mua phải mua mấy cái đầm vậy nè, nó sang đó, bé mặt nhìn bánh bèo lắm, đẹp ghê luôn, chất vải xịn lắm nha. Cái này em còn size nhỏ thôi, em hết size lớn rồi. Nè đầm này size lớn. Quần jean và váy giờ không có like, bây giờ em nghĩ bán qua đồ jean với lại áo lẻ rồi mấy chị ơi. Bây giờ em xả cho hết, tranh thủ xả cho hết ba đồ kiểu nè. Đầm xếp váy xả cho bớt là nghỉ tắt nghỉ Tết rồi. Tối nay like lần nữa là nghỉ Tết. Rồi đây nha. Cái đầm hoa cúc này size 26 ký nha. 26 ký. Bao nhiêu tiền ta? 65.000. Hoa cúc nha mấy chị. 26 ký và size size 28 đến 30 ký. Có hai size nha, 26 và 28 đến 30 ký. Có cúc vàng nữa nè. Cúc vàng size 22 23 ký. Cúc vàng 22 23 ký. Nghỉ like không gặp mấy chị buồn ghê luôn á. Ráng đi qua Tết khoảng mười mấy là em mới bán lại. Qua Tết vô mua lai rai phụ nha. Đầm này 25 kg luôn nè. Đầm này quá đẹp luôn, có 60.000 à. Quá đẹp luôn. Tay phố riêng như thế này. Ở sau có dây kéo nha, 60.000, 25 kg mặt dừa. Cái màu em đang cầm là màu cam đất. Màu em đang cầm là màu cam đất. Giờ tự nhiên cái em sợ bị bơm quá. Có màu đỏ nữa nè, cam đất với đỏ hai màu nha. Tầm 25-26 ký. Có con cái 27 ký nữa nè. Mấy giờ rồi?
Ồ 3:30 rồi, thôi tắt like nghỉ tối like tiếp mấy chị ơi. Tối 7:30 like lần cuối cùng nha. Tối 7:30 lên em like lần cuối rồi nghỉ Tết mấy chị ơi. Tối nay nhất định mấy bà phải vô nha, đừng bỏ tôi tội nghiệp nha. Đừng có bỏ tôi. Rồi lên mẫu này nữa tắt like nha, tối 7:30 vô mấy chị. Tối nay 7:30 vô xả cái này cho mấy chị 35.000 nè. Rồi đầm nha, đầm phối ren nè. Có hồng đỏ và màu tím nha. Hồng đỏ và tím nha, có 3 màu thôi. Có cái màu trắng nữa nè. Có màu trắng nữa nha. Đẹp lắm. Xả 35.000 nha mấy chị. Xả 35.000 thôi. Đẹp xuất sắc luôn. Cái ở dưới nè, lấp la lấp lánh luôn mấy chị thấy không? Nó chiếu lấp la lấp lánh luôn. Rồi tắt like nha. Chị nào lấy đầm 35 này thì lên size, không thì em tắt like ạ. Tối like tiếp. Tối 7:30 vô. Nhớ vô đúng giờ nha. Nhan đầu like có quà khuyến mãi nha.